Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Isini đây. Hôm nay mình sẽ chơi C4 lại ở cái map sở thú, nhưng mà bên phe Terrace. Mà không biết ở đây có đi ra được không ta. Như không được. Cứ nhắc luôn rồi, không nhảy gì được hết á. Hình như trái bơm nó còn để ở nhà kìa. Ok, mình sẽ quay lại lấy bơm và đặt bơm luôn nha. Bây giờ hiện tại là 8-3. Thì bây giờ A nó ép quá hết rồi, chạy một mạch từ nhà sang A đặt bơm luôn. Chủ yếu là lấy thêm tiền thôi, lấy thêm 200 đô. Chạy một cách vô tư. Mình đóng lấy thịt đè người thôi. Ok, được 200 đô rồi. Giờ chạy về nhà thôi. Thì rồi, win luôn. Đơn giản, easy game. Ok, bắt đầu trận mới thôi. Để bắt đầu nó vô đông đủ rồi đấy. Quên mua súng rồi chứ. Này mình sẽ chơi cái cây Gali AR nha. AK-47 giật quá, mình chưa làm quen được. Bắn không có chết ai hết á. Bây giờ trái bơm nó còn để nhà nữa kìa. Em sẽ lượm bơm thôi. Lượm bơm, đặt bơm kiếm tiền. Đấy đấy đấy, chưa hết nó chạy qua nhà rồi kìa. Bên trái mình có nè. Định mệnh. Không gì. Hai thằng định mệnh. Rồi một bé nè. Ây da, trời ơi hết sợ luôn. Cái định mệnh ba thằng lận á. Oh. Ok, làm lại thôi. Gali AR nào. Ok, giờ bây giờ đủ team rồi đó, 10-10 đó. Mình ra mid, mình cam xíu. Ok, hầm mạng, có trái chuối, có trái chuối. Định mệnh, đỡ trái chuối. Má bắn nửa trái chuối, cái bắn nửa nó mất luôn. Y có, trước mặt có này, trước mặt có nè. Đấy, trong hầm có, trong hầm có, hầm mít có. Định mệnh này. Rồi, một em. Hầm A có nè, hầm A có nè. Trong hầm A có nè. Hầm A có nè. Mình nghe rồi, mình nghe rồi, hầm A có nè. Đấy. Định mệnh này. Ý, ý, sau lưng, sau lưng, sau lưng. Má đâu ra vậy ba? Hồn. Rồi thằng nó biết chết rồi kìa. Ý, con bò lạc. Má đúng bò lạc luôn. Ở chỗ mít một thằng đó, như bò thấy rồi á. Chưa, chưa chết, chưa chết, chưa chết. Để mình lên luôn, để mình lên luôn. Bên trái có thằng nè. Ok, quất luôn. Ok, ok, ok. Lâm bơm, đặt luôn. A clear rồi. Còn thì mình chết thôi. Đặt luôn. Ok, cam thôi. Ngồi đây cam. Mấy hàng quỷ kia mình đặt bơm mà nó không về cam thôi. Định mệnh nó lỡ hai thằng kia đập vô chết mình là sao. Lấy có một thằng về. Má nó chạy mầm mầm mầm. Rồi lên cao A. Đi hầm mít có, hầm mít có. Định mệnh. Bơm sắp nổ rồi. Nó bỏ đi ba. Thôi mình bỏ, mình bỏ. Mình không ham. Ok, được cái MVP luôn. Ok, tiếp tục thôi. Let's go. Let's go baby. Để
Đây mình thấy cái bảng nè. Đây mình chạy ra mình nhảy lên cái bảng được không nha. Đây đi ra đây quay lại đây. Đây có cái bảng ở dưới đó. Không nhảy được rồi. Đứng đó nó cứ ngắt nè. Đây đi sang bi nè. Bi con nàng trước. Ý định mạnh nó móc, nó móc. Định mạnh á. Quay lại không kịp, quay lại bắn hụt. Trời má tàn nhẫn thiệt chứ. Má cây. Giờ mình cam mít thôi. Chắc nó móc cái đường mít lên á. Mít từ nhà nó chạy thẳng sang mình luôn á. Cây của đó này chứ. Chưa chơi được gì hết đã chết rồi. Ok, canh mít nè con ơi. Ra đây. Đấy. Ngoan vờ lơ. Vừa kêu cái là ra. Mà sợ luôn chứ. Mình cứ cam một hai trận là ok à. Ây da, có một thằng này à. Mình cứ đứng đây mình cam là một hai trận nó không dám đi nữa à. Trước mặt có hai thằng. Hàm A có một thằng. Chết rồi, chết rồi. Ây da, trái bom nó quăng ở đâu vậy? Không biết B có móc không, có ai móc không. Mình coi trên minimap nha, thằng bò nó chạy. Nếu mà chạy về nhà mình nó là ok, clear. Rồi đúng rồi. Nó chạy về nhà mình rồi. Thì mid có, mid có, mid có. Khói không, không thấy gì hết á. Trên cao này, trên cao nè. Cô vợ qua, cô vợ. Chết rồi, chết rồi. Thì có nè. Clear, 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 clear. Bơm đi, bơm đi, bơm mẹ đi. Hầm mẹ có, hầm mid, hầm mid. Má có không thấy gì luôn, má đứng bóp giái nhau. Ok, win rồi. Ồ, oh, sơ sơ được 7 em rồi đó. Cầm mít tiếp. Mấy quỷ lì lắm. Mình mài lớp khói không thấy gì hết. IB không đứa nào cam. Giờ mình quay lại canh nha. Nó sợ nó móc á. Ok mình sẽ đứng đây mình canh. Mới có cái cầu thang biết leo được không. Cái gì mình nghe tiếng chân. Nghe rất là nhiều luôn á. Hơi bị nhiều. Thôi giờ ngồi yên ở đây à. Không nhảy nữa. Đẩy một nồi luôn. Đẩy một em. Đẩy hơi bị nhiều ấy. Không biết mấy thằng mà. Một thằng, hai thằng. Ba thằng. Định mệnh. Ok, ba, ba em, ba con này. Y, bốn thằng luôn. Thôi đi bụi. Bốn thằng. Clear. Bơ mây, bơ mây. Thằng kia không biết ở đâu ta. Thằng kia bạ đi cho mình vô cam bơm thôi. Biết này ngó không nhỉ. Rồi rồi ở B đây. Win. MVP tiếp nào. Go 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 go. Nó đây đi yếu được ta. Nãy anh quỷ kia thấy mình leo lên cầu thang nó bắt trước leo. Nhảy nhảy. Cầm mít tít. Nó là quăng khói là bỏ tay. Thì ở trong hầm A nó quăng khói nè. Là có nghĩa là họ nó lên á. Đứng đây mình cam hầm A luôn. Nó bắn đại hên hên nó chúng. Má quăng khói là ăn cứt à. Không thấy được gì. Ý đó đấy. Định mệnh thầm A rồi. Má ăn bồ chết rồi. Thầm A nè, thầm A nè.
nhảy hả mày? Dạ, má, 20 giọt rồi. Rồi đi bội một em. Còn nữa nè, còn nè. Hai em, hết sọt. Ở đâu người ta, trong hầm có không ta? Hình như không, clear rồi, bộ nó vô B, nó đặt bơm luôn mà không thấy ai hết. Vậy có còn hồi, ở hồi sinh nữa à? Bây giờ nó quăng bơm lửa vậy đây nè. Giờ chạy nhà check luôn, tại bên A cũng clear rồi. Đây đây, thấy mình nghe ở nhà. Ý, một AFK nè. Đấy, bên trái con thằng nè. Định mệnh không trúng ta. Ây da, ây da, ây da. Định mệnh. Má bồ nó liếm luôn. Ok, move it, move it. Này mình đi kiếm cái chỗ núp rồi. Chỗ núp mới, ngồi ở đây sợ nó bị phát hiện. Nhưng không có chỗ nào núp hoàn hảo bằng cái chỗ cái cầu hang đó. Ở đây cũng không an toàn, ở đây đục được. Mình cắm đây tiếp nè. Tại B không có đứa nào đi á, móc cái một mà. Ý, có này, có này, có này, có này, có này, có này. Lấy một thằng. Bây giờ mình đợi thằng bồ nó chạy về mát mình đó, chạy về nhà thì mới mình đi nha. Ý định mà nó thùng rác. Nó hình vải. Ok, clear rồi. B clear rồi. Bây giờ đi móc rồi. Móc A không biết được không. Thằng quỷ kia spam radio nhiều quá, cái bị ăn kích. Nó chơi bom nó dục đâu giữa đường vậy ta. Dục đâu bên B nè. Ôi lắm ơi, lắm ơi. Mình kêu nó đặt bơm ở B đi á. Mình mới voi á. Kêu nó xuống B đặt bơm đi. Ôi 15 kêu rồi, nhanh vãi. Mình sẽ chạy về nhà nó nữa nha. Coi có chiếc AFK nữa không. Không, không bằng AFK. Không biết ở đâu luôn. À định mệnh ở cao A. Biết nghe rồi, nghe rồi. Ở cao A. Lấy con bò lên trước nè. Rồi ok, clear luôn. Ngon lành. Đó, 6 trận rồi. Nào cầm bơm hay không cầm bơm nữa. Canh mít tiếp. Canh mít với lại hầm A. Thôi mình cam xíu là không đứa nào đi đâu. Hình như hầm A có nè. Ok, cái shot. Hầm A có nè, mình nghe nó quăng cái khói ra. Nãy nó quăng tùm lum ra nè. Hai em. Mấy anh kia snip hả? Vô hiếp dâm luôn. Nhảy vô hiếp luôn. Mày hả con? Ây da, ây da, mít, mít, mít. Ok. Một thằng ở bên B như chết rồi. Một thằng ở bên B nó đang bị bắn. Đây, 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 trong hầm A còn một. Để mình kêu thằng đắp qua B đặt bơm. Đấy. Mình radio cho thằng đắp nó chạy qua B đặt bơm rồi.
còn ở đây mình sẽ cam cái thằng ở trong hầm E. Đấy đấy đấy, nó mới delay súng, nó mới đổi súng á. Trong hầm A nhảy ra nè. Chạy tới nè. Định mệnh hết sọt nhé. Ok, trận cuối thôi nào các bạn ơi. Dạ, má bóp giấy nhau vậy. Định mệnh mít một. Chết luôn rồi, chết luôn rồi. Ở bên B nó cam hết bên B rồi. Hàng kia vô mà không có ai luôn kìa. Dẫu biết đi đâu luôn, đứng đây cam thôi sao giờ. Bên bên A nó bỏ luôn, bên A tụi kia nó bỏ luôn. Ok, mình sẽ chạy về nhà nó. Mình đứng ở mid nhà nó đó. Rồi mình bắt thằng nào mà chạy về A mà đi B, từ B về nhà A là mình bắt nó. Còn không thì xui không được kêu nào thôi. Bây giờ chắc cũng 20 kill rồi đó. Đó, mình đứng đây mình bắt nè. Y ngắn dữ ta. Như bên A nó vô hả? À, bom sắp nổ bà rồi. Thằng mid có một kìa. Bom sắp nổ rồi. Bỏ thôi. Bye bye, tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở các clip sau nha. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like và subscribe nha.